chào đội nhà nhá. Hello nhá. Công tác chuẩn bị cho hội thi giã bánh dày. Công tác chuẩn bị cho cuộc thi giã bánh dày. Ngay tại trên sân khấu chính này. Alo. Ban tổ chức lễ hội lồng tàu ATK Định Hóa Xuân Quý Mão năm 2023 xin được trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin thông báo đề nghị đại biểu bà con nhân dân đến cổ vũ các đơn vị thi thì chúng ta chỉ đứng dưới thảm đỏ lồng tàu đầu xuân mới. Có một nơi nhất định quý vị đến nên ghé tham quan, đó là không gian văn hóa trà. Ở đó có những trà nương duyên dáng, từng cử chỉ trên đôi bàn tay pha trà, cùng sự tinh tế, nhanh nhạy trong cách chọn pha trà, cách ngửi mùi hương và cách lấy màu nước. Hơn thế là niềm đam mê vào công việc, sự yêu thích và chân quý trà. Năm nay, ban tổ chức lễ hội đã kết hợp giữa khu vực đón tiếp các đại biểu và quý khách xa gần với khu vực trình diễn pha trà của các trà nương để tiện cho quý vị cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức không gian văn hóa trà. Sẽ bắt đầu đón du khách từ 15 giờ ngày 9 tháng Giêng và kết thúc vào 11 giờ 30 ngày 10 tháng Giêng tại khu vực trại ban tổ chức phía bên phải của sân lễ hội. Tại lễ hội lồng ca các dân tộc để thưởng thức cả không gian hội xuân tưng bừng rộn rã. Về với lễ hội lồng tàu ATK Định Hóa Xuân Quý Mão năm 2023, quý khách cũng hãy đến tham quan không gian giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể và không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của ATK Định Hóa. Trong không gian đấy, quý khách và bà con sẽ được thấy tái hiện các di sản phi vật thể của Định Hóa đã được công nhận và vinh danh như giới tay phẩm độc bình yên, du nghệ đồng tình, nghi lễ. Cuộc thi giã bánh dày đã sẵn sàng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu chú ý, bắt đi ra bên này, bắt đầu. Vâng, đề nghị các đồng chí, các bạn giám khảo, các đồng chí đến đi quan sát các đơn vị chúng ta thực hiện phần thi ra bánh dày. Và kính thưa quý vị đại biểu, khách quý của toàn thể bà con nhân dân và du khách thập phương, hiện tại trên sân khấu chính của lễ hội đang diễn ra hội thi ra bánh dày và đồng thời ngay lúc này là ban tổ chức chúng tôi cũng đang tổ chức chấm trải tại các đơn vị. Và đoàn chấm trải của chúng tôi sẽ chia ra thành hai đoàn. Thành viên
học, trường trung học phổ thông Định Hóa và trường trung học phổ thông Bình Yên. Các thành phần tham gia vào giám khảo của phần thi hội trại: một, bà Đào Thị Thanh Tuyền, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư huyện đoàn, trưởng ban; hai, ông Mông Đình Hoàng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện, phó ban; ba, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, phó trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện, phó ban; bốn, ông Nguyễn Lương Đằng, chủ tịch liên đoàn lao động huyện, thành viên; năm, bà Nguyễn Thị Bích Hòa, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành viên; sáu, ông Ngô Văn Trung, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Phúc Châu, thành viên; bảy, ông Phùng Văn Đăng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Điểm Ngọc, thành viên; tám, ông Mạc Văn Bí, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bảo Cường, thành viên; chín, ông Lương Văn Huân, phó bí thư huyện đoàn, thành viên; 10, ông Nguyễn Văn Huy, cán bộ trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện, thành viên. Và đối với phần thi cắm trại, phần thi cắm trại, ban tổ chức chúng tôi chia thành hai đoàn. Đoàn thứ nhất gồm bà Đào Thị Thanh Tuyền, trưởng ban; hai, ông Mông Đình Hoàng; ba, bà Nguyễn Thị Bích Hòa; bốn, ông Phùng Văn Đăng; năm, ông Nguyễn Văn Huy. Đoàn này sẽ chấm từ trại số 1 đến trại số 15. Và đoàn thứ hai là gồm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, trưởng đoàn; hai, ông Nguyễn Lương Đằng; ba, ông Ôn Văn Trung; bốn, ông Mạc Văn Vĩ; năm, ông Lương Văn Huân. Đoàn thứ hai chúng ta sẽ chấm trại tiếp từ đơn vị số 16 trở đi. Không khí rộn ràng sắc xuân xuất phát từ ý tưởng những cánh hoa đào, hoa mai ngày Tết, những chiếc bánh dày hình tròn nhỏ mặt trên hình vòng cung không những là hình ảnh tượng trưng cho bầu trời mà nó còn mang ý nghĩa sâu xa về vũ trụ nhân sinh, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở trong vũ trụ bao la, mang đậm nét tín ngưỡng dân gian. Những chiếc bánh dày được làm từ những hạt gạo nếp cái hoa vàng trên những cánh đồng Định Hóa, thổ nhưỡng thiên nhiên, và người dân ATK tần tảo siêng năng đã trồng cấy làm ra những hạt gạo nếp trắng mịn thơm ngon. Qua đôi bàn tay khéo léo của các anh chị đến từ các đơn vị đã tạo nên những chiếc bánh dày thơm ngon để dâng lên đất trời trong lễ hội lồng tồng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn nhà hạnh phúc bình yên. Vâng, chỉ với một chút thời gian mà chúng tôi thấy các đơn vị chúng ta đã thực hiện phần thi dạ bánh dày rất là tích cực, và các sản phẩm cũng đang bắt đầu được trưng bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổ chức chúng tôi phát lệnh hội thi dạ bánh dày là 15 giờ và đến đúng 15 giờ 30 phút là phần thi dạ bánh dày và phần thi bắt bánh dày các đồng chí, các đơn vị chúng ta phải thực hiện xong. Và nếu mà các đội thi, các thành viên trong đội thi mà vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ nặng nhẹ thì sẽ bị trừ điểm hoặc sẽ bị kỷ luật, phê bình, cảnh cáo hoặc sẽ hủy bỏ kết quả thi đối với các đơn vị. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ trao giải thưởng theo cơ cấu, đó là một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích.
gái rất là khéo léo trong sự lựa chọn những cái bánh và trưng bày cái bánh, nhìn rất là ngon. Được trưng bày 17, 18, 19 các đơn vị giúp ban tổ chức ạ. Và ban giám khảo cũng đang bắt đầu vào làm việc. Đơn vị 18, 19 ạ. Đơn vị 18, 19, 20, 21 các đơn vị chủ động giúp ban tổ chức ạ. 19 đây, đây này. 17, 18. Quay mới đẹp, xa đẹp gì cần quay gì. Đơn vị 20 ạ, giúp ban tổ chức đơn vị 20, 21, 22. Đơn vị 21, 22 ạ. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí trong ban giám khảo chúng ta sẽ thực hiện các cái nội dung chấm. Và trong quá trình tổ chức chấm thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã có quy chế để thực hiện là mỗi đội chúng ta có 6 thành viên để cùng tham dự và các thành viên đều phải đeo thẻ số báo danh và mỗi đơn vị chúng ta sẽ thuyết trình từ 3 phút, tối đa là 3 phút. Và sau cái tiêu biểu của nghề trồng lúa nước có từ thời vua Hùng, bánh dày tượng trưng cho trời, chứa được hình ảnh của quê hương với màu xanh ruộng đồng, sông núi, được làm ra từ hạt ngọc thực quý nhất của thiên nhiên, sinh sôi nảy nở trên những chuyển đất phù sa dưới sức lao động của con người. Chính vì vậy, bánh dày đã xuất hiện ở mâm cỗ thờ từ rất lâu để thể hiện sự biết ơn trời đất đã mang mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con người. Kính thưa ban tổ chức, thưa quý ban giám khảo của toàn thể quý vị, từ những sản phẩm tinh túy của đất trời, dưới bàn tay khéo léo của các thầy cô đến từ trường Trung học phổ thông Định Hóa đã làm nên những chiếc bánh dày thơm ngon, đẹp mắt. Mỗi chiếc bánh đã gói trọn tấm lòng thành kính, nghĩa tình, ước mơ đoàn kết, ấm no hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Nguyên liệu của món bánh dày hôm nay được chế biến từ các nguyên liệu là sản vật của quê hương huyện Định Hóa, gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh lòng. Trước mặt quý vị là mâm bánh dày thơm ngon với màu sắc làm từ nguyên liệu tự nhiên. Bên dưới là bánh trưng.